Như xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Như Family, cuộc sống nông thôn Thụy Điển. Ở video ngày hôm nay thì gia đình của Như sẽ ăn Noel. Đặc biệt là có mẹ Peter đến ăn Noel với gia đình của Như nữa. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn và trò chuyện, sau đó thì xem TV. Và vui hơn nữa là Như mua trái vải ở siêu thị Trung Đông á, đem đến cho bác với lại Peter ăn thử. Cuối cùng á là tặng quà và mở quà, rất là vui vẻ. Tuy đơn giản nhưng mà rất là ấm cúng. Bây giờ Như xin mời cả nhà theo dõi hết cái video của Như ngày hôm nay nha. Hết rồi. Xin chào đi. Xin chào Việt Nam. Rồi. Kiểu gì? Hai phần thịt này thì Peter sẽ làm thịt viên, món thịt viên truyền thống của người Thụy Điển. Mình sẽ ăn một phần, còn một phần thì sẽ đem xuống với Mama. Mẹ Peter kêu là Peter dò nhanh lên, không kịp để vô trong cái dĩa rồi. Bác rất là nhanh tay luôn. Cũng vui cả nhà ha, không khí Noel vui như không khí Tết ở Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì sinh hoạt ở ngoài trời, còn ở Thụy Điển thì ở trong nhà thôi. Bây giờ Như sẽ để khoai tây vô trong cái khuôn này, xong rồi để vô lò nướng, nướng cho cả nhà. Cái này đơn giản cho nên là Như biết làm. Ở Thụy Điển á, họ thường dùng cái khuôn thủy tinh như thế này nè, nó chịu nóng rất là tốt luôn. Mình để vô trong lò nướng á, 200-300 độ á, thì nó cũng không có bể. Người Thụy Điển thì họ thường ăn khoai tây nướng kiểu này, cho nên là nhà nào cũng có một cái khuôn như thế này ông bà cô chú. Sau khi mà luộc trứng xong, lấy khoai tây ra xong thì bây giờ Như sẽ làm bắp cải tí hon nha. Sẽ cắt cái đầu này để mà mình luộc cho cái bắp cải nó đẹp. Đây nè cả nhà, cái bắp cải nhỏ tí hon bây giờ Như sẽ luộc nha. Như cắt cho nó sạch sạch ở dưới cái đít nè. Xong rồi mình để vô cái son này, mình đổ nước lạnh vô mình luộc. Đồ ăn Thụy Điển rất là dễ làm, trừ những cái món thịt viên truyền thống thì Như không biết. Còn những cái thứ mua sẵn về để vô lò nướng hoặc là luộc như thế này thì Như biết nha cả nhà. Mua trúng cái hộp trứng mới không bà cô chú, lột cái nó bể tanh bành hết trơn nè, công nhận xui thiệt chứ. Nè, lột lát lên bàn cái người ta kêu sao mà lột trứng nó bể như vậy nữa. Thật ra cái này trứng nó trứng mới. Nhỏ đưa đứt tiệt. Dạ, mama khan mít kè. Lọt trứng về Như nhớ lại lọt trứng với mẹ ở Việt Nam. Mà mình làm hộp vịt kho tàu á, và cô chú, thịt kho rượu á. Đứng lọt trứng với mẹ phải tò mà Như nhớ mẹ của Như quá. Lột trứng xong á thì bây giờ Như sẽ đi chia trứng ra làm đôi. Mẹ của Peter hỏi Như á là ở Việt Nam á thì ăn Noel là ăn cái gì, ăn Tết ta á, Tết truyền thống của mình thì ăn cái gì. Như cũng nói là ăn trứng, nhưng mà là trứng với thịt heo kho rượu. Như đưa hình cho bác coi thì bác nói là nhìn nó có vẻ đậm đà, nhìn có vẻ ngon, hôm nào á thì làm thịt kho tàu cho bác ăn thử, cho bác biết món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam với nha. Peter bây giờ giới thiệu một chút xíu về món ăn Thụy Điển nha. Ở trên bếp giờ có cái gì nè? Pinko. Pinko. Broccoli. Này. Này. Pesico. Pesico. Sốt vừa là. Chết vừa là broccoli. Anh người Thụy Điển mà anh còn nói không đúng, tại vì mấy cái loại rau đó là Như bán cho nên là Như biết hơn.
Trứng sau khi mà chia đôi ra thì mẹ của bé tờ để cái sốt mayonnaise lên trên mặt, xong rồi để tôm lên. Tiếp theo đó là bác ngắt lá thì lạ để lên trên trứng nè. Trứng mà với tôm với cái sốt mayonnaise ăn với thì lạ thì nó rất là thơm luôn nha ông bà cô chú. Cực kỳ là thơm luôn á, rất là ngon luôn. Đây là cái bàn tiệc ngày hôm nay của gia đình Như nè. Hôm nay thì dùng những cái ly mới, những cái ly đẹp để ăn Noel ha. Và những cái dĩa thì cũng dùng dĩa cũ. Bên kia thì là bàn thức ăn mình để xong rồi mình tới đó mình lấy. Giờ Như đi tới thẳng đó quay cho ông bà cô chú xem cái bàn thức ăn nấu hoàn thành rồi nha. Đây là trứng nãy Như luộc, Như lột á. Có sốt mayonnaise với lại tôm lột sẵn để trên. Bắp cải tí hon luộc. Cá hồi xông khói, xúc xích chiên. Mai Kỳ nó lấy là thịt viên ở nhà làm á mọi cô chú. Với những loại sốt. Rồi cá si. Đây là cái hũ cá si nè. Cá si ngâm chua, đây cũng là cá si. Cái này là sốt củ giòn. Này là bánh mì. Cái này là pate gan. Vi, có pate gan á, con có ăn không? Ừ. Cái này là cái cục phô mai để ăn ngày lễ Giáng sinh nè cả nhà. Cục màu trắng trắng này nè. Còn cái này á, thì là khoai tây nướng nè ông bà cô chú. Theo quan điểm cá nhân của bản thân Như á, thì Như thấy á, bữa ăn của người Thụy Điển rất là ít ăn rau. Bữa ăn ngày hôm nay chỉ có cái bông cải tí hon đó là rau thôi. Còn lại á, là thịt nè, xúc xích. Rồi pate, cá, khoai tây, với lại bơ, sữa, rồi phô mai ha. Rất là ít ăn rau. Nếu mà so với bữa ăn của người Việt Nam mình, người châu Á thì rau nhiều hơn là thịt cá. Còn bên đây thì thịt cá là nhiều hơn rau á ông bà cô chú. Sau khi mà nấu xong á thì mình dọn lên một cái bàn riêng như thế. Ai ăn cái gì á thì lấy cái dĩa lại để mà chọn thức ăn của mình muốn. Và bây giờ thì Như cũng sẽ lấy thức ăn lại bàn ăn. Như xin mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình của Như và bé tờ nha. Cecilia. Vitlök. Eller senap, Cecilia. Senap. Det är si som mamma gör. Gott. Var det gott? Ja. Det är gott till ägg. Mm. Cá si mà làm theo cái kiểu này rất là ngon không bà cô chú? Ngâm với tỏi ớt thì rất là ngon luôn. Jag tycker att den vitlökssylla jag gjorde skulle ha haft mer vitlökssmak. Det har mycket citronsmak i den. Men det är gott. Det är gott, ja va? Vi gillar citron med. Eller det är gott. Och vitlök, ja. Ska vi skål? Skål. Skål. God jul. God jul. God jul. Bara Jessica. God jul, Jessica. Nej, hon är grinchen. Hon är speciell. Hon är grinchen ju. Du vet grinchen. Han som hatar julen. Jaså? Yes, som film. Men han är grön. Gubben. Jättegrön. Sichum. Sichum. Mm-hmm. Jag brukar kolla på den jättegrön. Han hatar julen. Han ska göra, ta väck den. Ja. Han är grön. Så. Jag hatar jul. Kan du säga ngon quá? Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Việt Nam ơi. Việt Nam ơi. Việt Nam ơi. Việt Nam ơi. Ơi. Kolla han då. Detta är roligt. Quack för direkt. Cái phim này á bà cô chú là đúng ngày 24. Ngay lúc 3 giờ á, là bắt đầu mình mở lên là sẽ có hàng năm là năm nào cũng vậy hết. Peter ảnh 41 tuổi thì ảnh xem cái bộ phim này là 41 lần. Vào ngày Noel á, 41 lần vào ngày Noel đó cả nhà. Coi nó cũng vui lắm. Cái thú vui mà đón lễ Noel, lễ Tết của người Thụy Điển á, nó cũng nhẹ nhàng. Xin giờ xưa chưa xin chào bà cô chú luôn. Xin chào bà cô chú.
Anh chị các bạn, dạ. Con chúc ông bà cô chú Giáng sinh vui vẻ. Con chúc ông bà cô chú Giáng sinh vui vẻ. Hạnh phúc. Hạnh phúc. An lành. An lành. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Con chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn có một Giáng sinh thật là an lành, vui vẻ với gia đình. Vì nó hơi mất cỡ cả nhà. Ba đứa nhỏ ngồi coi trầm tĩnh không bà cô chú? Con mình bé tờ là nhảy thôi. Vad tar vi inte dig med? Säg tack, Jessica. Smakar det gott? Panna cotta heter det. Säg tack till farmor. Du har min tur för att få min mic. Okej. Jaha. Vi gör lite roligt. Ok, bây giờ Như sẽ lấy cái bịch vải mà hôm bữa Như mua siêu thị Trung Đông á cho Peter với lại Mikey với lại mẹ của Peter ăn thử nha. Cô là what is it? Det är ju helt lychee. Ja ja, lychee. How to smoke it? Ja. À, bác có ăn rồi, Peter. How to? Rồi. Nej, Peter chưa. Du får smaka det, Peter. Det är jättegott. Är den inne att det är man ska, eller utanpå? Inte in. Äta in. Jag ska visa. Du kan inte äta skalet. Ja. Äta så. Kolla, Peter. Ja. Så. Nej men mày có hạt không? Dạ, ét tên từ đèn. It's what? Ét tên từ đèn. Rồi nè, Jessica nè. Jessica nè. Nhâm nhâm. Smoke it go. Mm. Smoke it go. Jag har någon, alltså någon saft. Nice. Det är saft. Alltså som lemonad. Aktiv. Tycker jag. Mm. Det smakar jättemycket mint. Men de, de smakar inte så jättemycket. Det är bara saftiga. Alltså, jag tycker det smakar lemonad någonting. Mm. Det smakar mint. Som, det smakar mint. Men det är lite mint, ja. Det är nästan en sån. Äckfisk och sånt. Ja. Ja. Inte gott. Läckfisk? Inte gott? Nej. Jag kan göra det gott. Det är segt. Jag lovar det, jag kan göra det gott. Ja, kan göra det gott. Lite stark. Stark chili på det. Mm. Och gott. Är det rätt tillagat så är det ju rätt så gott faktiskt. Det är mer så. Eller, vi, eller man kan äta läckfisk med nolla. Mm. Jättegott. Jag kan göra det. Mm. Grillad bläckfisk. Ja, grillad. Mm. Du ville vi skulle grilla bläckfisk. Vi köpte bläckfisk och nu vill jag att vi grilla. Ja, det. 2 kilo. Mm. Hör pappa, fy farmor. Michael. Michael. Mikey. Michael. Men du. Peter. Vad heter du? Peter eller Peter? Peter. Peter. Mm. Peter på svenska och Peter på engelska. Engelska. Min följare sa att jag kallar ditt namn som fel. Nej. Peter. Peter. Peter på svenska. Mm. Ja. Tên của Peter là Peter ở trên tiếng Thụy Điển. Còn Peter là på engelska. Eller hur? Mm.
Så jag har inte fel? Nej, du har rätt. Tack mamma! Jag tror jag har fel. Många videor som jag kallar Petter. Jag har aldrig sett om det står kök i tomten. Tomtemor. Ờ. Bây giờ thì tới tiết mục là tặng quà nha. Bây giờ vô hàng ngay ngắn hết rồi, từ bé đến lớn luôn. Bốn người, giờ Như sẽ tặng quà cho bốn người. Bốn người này, trước tiên là Jessica. Thắc. Và Skill. Rồi, tiếp tục là tới Mikey. Thắc. Và Skill. Sau cùng là tới Tường Vi. Thắc. Peter. Good Thắc. You. Good you. Tack så mycket. Vad är mitt andra skit där? Ja, till Mikey. Tack. Đó là quà của bà tặng cho hai đứa nhỏ nhà Như á. Chúc nó chia đôi. Bây giờ sẽ mở quà. Mi ơi. Chỉ có Như với lại bác là không có quà thôi. Bốn người kia thì có. Can you film? À, bác thợ kêu Như quay coi bọn nhỏ nó mở cái gì. Oh. Yay! Han hittar fler. Spänn! Jag vet inte vad som... 0 000. Ja. 1 000 spänn. Så du kan köpa vad du vill. Ja. Godis till exempel. Ja. Med 100. Vi được cái gì đâu? Vi thì được mặt nạ đắp mặt tại vì Vi ướt cái này. Còn Jessica là quà gì? Ôi, Jessica là kẹo. Ôi, ôi, ôi. Với lại kẹp tóc nha bà cô chú. Va? Du mà tóm tỏ. Hiểu điện. Bà nội của Mikey mua cho Mikey kẹo với lại khô-cô-lo. Papa thì luôn khô-cô-lo. Ồ, còn Vi với Si là cái gì vậy ta? Để Như quay bên cái góc Như Vi với Si cho bà cô chú xem nha. Mình Jessica thích quà mẹ tặng không? Đâu con mở ra coi. Đây mẹ kẹp lên cho con nha. Con không chịu hả? Để dành hả? Con mở kẹo không được, con đưa anh Mai mở cho. Bà biết cái đó cái gì không? Cái đó để dành sỏi vòng đeo tay á, bà tặng hai đứa chia ra nha. Bà nói là chia ra. Rồi bây giờ là bây giờ là tới lượt Peter nha. Ốp lại đi. Vad skor? Sköna skor. Åh, jättemysiga. Som man har innekofflor. Jättefin. Åh, så mysiga. Åh, så goda. Åh. Dåliga då, Anna. Ja. Jättefin. Jag tänkte att ja. Så. Ska du vara med? Mm. Jag kan. Mamma. Okej. Okay. Video của Như đến đây là hết. Như xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Chúc ông bà cô chú có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành bên gia đình, người thân và bạn bè nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.